bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong đó, sản xuất nông nghiệp gánh chịu những tổn hại to lớn. Nhiều người nông dân bỗng trắng tay, thậm chí gánh nợ lớn sau hiểm họa thiên tai. Công cụ giảm thiểu rủi ro trong nông nghiệp, đó chính là bảo hiểm nông nghiệp. Nhưng đến nay, đây vẫn là thứ còn xa lạ với nhiều người dân. Vì sao thị trường chưa mặn mà với bảo hiểm nông nghiệp? Cần thay đổi gì để bảo hiểm nông nghiệp thực sự phát huy hiệu quả, trở thành công cụ bảo vệ tài sản của người nông dân trước những hiểm họa thiên tai? Các vị khách cùng tham gia trao đổi. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên trưởng khoa bảo hiểm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thưa quý vị, bão số 3 Yagi và hoàn lưu sau bão đã đi qua, nhưng những tàn dư của nó để lại vẫn chưa sớm để có thể khắc phục. Theo số liệu chúng tôi vừa cập nhật, thì tổng thiệt hại về kinh tế ước tính ban đầu vào khoảng 81.500 tỷ đồng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp luôn là lĩnh vực chịu tổn thương lớn nhất từ trước đến nay trước những hiện tượng của thiên nhiên. Đã có gần 285.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, hư hỏng. Gần 11.832 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi. Gần 5,6 triệu con gia súc gia cầm bị chết. Được coi là trụ đỡ của nền kinh tế, với hơn 60% dân số sống ở nông thôn và phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng tấm khiên để bảo vệ sản xuất nông nghiệp là bảo hiểm nông nghiệp thì lại chưa được thực sự đến với người nông dân khi mà độ bao phủ của loại hình bảo hiểm này còn quá khiêm tốn. Vì thế khi mà rủi ro ập đến thì không ít người dân bỗng trở nên trắng tay. Bao nhiêu tài sản, công sức tích góp đã không còn nữa. Sau hiểm họa thiên tai, lúc này nhiều hộ dân đã tính đến quay trở lại tái thiết sản xuất, trở lại với điểm xuất phát từ con số 0. Nuôi biển ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh gần như bị xóa sổ. Để làm lại từ đầu, vốn là câu chuyện đau đầu nhất lúc này. Nhiều chủ lồng bè cho biết họ phải cần nguồn vốn tối thiểu từ 300 đến 400 triệu đồng để có thể khởi động lại. Con hầu thì có thể là một năm, khắc phục được một năm thì có thể được thu. Nhưng con cá này có thể 4 năm mới được thu. Thế thì lấy cái gì để mà trả lãi hàng tháng? Nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại, trong đó riêng cây ăn quả hư hại hơn 31.000 ha. Thời điểm này đang là cao điểm đẩy mạnh sản xuất cho vụ Tết, nên nhiều nhà vườn rơi vào cảnh điêu đứng. Gia đình cũng làm cây ăn quả được 15-25 rồi. Nhưng mà cũng chưa có một trận nào như này có 600 gốc. Thì hiện tại đến bây giờ là chết khoảng 420 gốc rồi. Thế bây giờ thì cây hỏng rồi, xong rồi khắc phục cây, khắc phục đất, giống, cây trồng đầu tư khoảng độ 3-4 năm nữa. Nên cái kinh phí là rất là lặng lè. Hiện các địa phương cũng đang khẩn trương tái đàn gia súc, gia cầm phục vụ nhu cầu thực phẩm cuối năm. Tuy nhiên không chỉ các hộ chăn nuôi gia súc, mà các hộ chăn nuôi gia cầm cũng đối mặt với khó khăn về con giống. Con giống hiện tại là giống gà, giống lợn bây giờ là tăng rất là cao. Tăng cũng vừa là cái kết hợp của cái bão đã làm nhấn chìm rất nhiều trại giống rồi, là cái con giống đã khan hiếm. Kết hợp lại bây giờ lại là đúng là dịp để vào con giống cho dịp Tết nữa thì lại càng khan hiếm hơn. Con giống thì là một góc độ nữa, lại còn tiền thức ăn để mà duy trì trong vòng mấy tháng trời đến Tết thì cái nguồn vốn nó cần rất là nhiều. Để giải quyết nguồn cung thực phẩm từ nay đến cuối năm, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng vào cuộc để hỗ trợ người dân con giống, thức ăn, vật tư, sớm phục hồi sản xuất và đáp ứng tối đa được nhu cầu thực phẩm. Thưa ông Thịnh, ông có thể chia sẻ thêm về những cái thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và hoàn lưu sau bão, và cái lĩnh vực nào trong nông nghiệp thì thiệt hại nặng nề nhất thưa ông? Có thể nói là cái cơn bão số 3 vừa qua nó gây một cái thiệt hại khá là toàn diện trên các cái lĩnh vực, kể cả trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Tuy nhiên tôi có thể nói rằng đây là một cơn bão rất là đặc biệt. Nó có cái hoàn lưu sau bão rất là rộng và nó có cái mức độ hoạt động trên đất liền lâu. Cái thiệt hại lớn nhất của nó chính là thiệt hại về người, với khoảng trên 344 người bị chết, rồi hàng 2.000 người bị thương, rồi khoảng hơn 11.000 người trong 15 tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay
không có nhà ở hoặc là phải tái định cư cấp thiết, khẩn cấp. Thế rồi hàng trăm hecta đất đã bị vùi, không thể quay lại làm nông nghiệp được. Thì những cái thiệt hại đấy có thể nói rằng là rất lớn, ngoài những cái thông tin mà đài vừa thông tin lại. Dạ vâng, có thể thấy rằng là bão số 3 và hoàn lưu sau bão thì đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh thành. Và với một cái nước mà có nông nghiệp, xác định nông nghiệp là trụ đỡ như Việt Nam thì nó có ảnh hưởng gì đến an ninh lương thực hay là cái mục tiêu xuất khẩu nông sản của chúng ta không thưa ông? Có thể nói rằng là cơn trận bão vừa qua ít nhiều sẽ tác động đến cái tăng trưởng, nhất là cái tăng trưởng của GDP. Tuy nhiên là rồi nó ảnh hưởng đến một cái gián tiếp đến cái xuất khẩu. Tuy nhiên ảnh hưởng trực tiếp thì theo cái quan điểm cá nhân của tôi nó cũng không lớn lắm. Với cái lý do là cái vùng này là cái vùng mà nó ít các cái sản phẩm trực tiếp cho cái nguyên liệu xuất khẩu. Chủ yếu là chúng ta sẽ thiếu hụt những cái sản lượng cây trồng, sản lượng nông sản, và có thể nó sẽ làm cho cái thị trường trong nước có cái nhu cầu tăng bất ngờ. Và vì như thế cho nên là thị trường nông sản nó có thể chia sẻ một phần thôi, chứ còn cơ bản thì xuất khẩu nông sản năm nay chắc chắn sẽ đạt được cái mục tiêu đề ra. Vâng, có thể thấy rằng là cái người mà chịu hậu quả lớn nhất chính là người nông dân và các cái doanh nghiệp. Đặc biệt là người nông dân thì chúng tôi cũng được biết là có những hộ gia đình mất đến cả hàng tỷ đồng do là những cái tài sản từ nông nghiệp bị lũ cuốn trôi. Và theo ông thì ông có thể cho biết là ngoài những cái hỗ trợ của nhà nước thì cái vấn đề mà bảo hiểm nông nghiệp thì hỗ trợ người dân như thế nào sau cái cơn bão này ạ? Có thể nói là hơi đáng tiếc là trong cái sau cơn bão thì nỗ lực của các địa phương, nỗ lực của chính phủ, rồi đặc biệt là cái sự đoàn kết của người dân từ Bắc vào Nam, hay là bản thân cái sự chủ động vươn lên của các cái hộ nông dân trong cái vùng bão lũ, thì về phía bảo hiểm nông nghiệp rất đáng tiếc là nó không có cái hỗ trợ được gì nhiều. Các cái chương trình bảo hiểm, thí điểm bảo hiểm theo cái nghị định 58 của chính phủ, hay là cái quyết định 03 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 đấy, thì gần như có cái con số bảo hiểm cũng như là cái tổng bảo hiểm, rồi là con số chi trả bảo hiểm, phí bảo hiểm, rồi thu phí bảo hiểm, nó có một cái con số rất là thấp, nó chỉ ở trong khoảng vài trăm tỷ đồng với cái chi phí bảo hiểm cho nông dân, nhất là ở những cái vùng khó khăn như vừa qua đấy, nó chỉ nằm ở con số hàng trăm triệu đồng mà thôi, chứ nó cũng không có cái, có thể nói rằng gần như là bảo hiểm chưa có một cái tác động gì. Vâng, nhất là bảo hiểm nông nghiệp. Có thể nói là bảo hiểm là một cái tấm khiên để mà bảo vệ tài chính cho người nông dân. Tuy nhiên là như ông chia sẻ thì hiện nay là cái tỷ lệ mà người dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp thì còn rất là thấp. Vậy thì theo ông cái nguyên nhân là do sao, do đâu ạ? Rõ ràng là cái môi trường, cái nguyên nhân thì nó có nhiều lắm. Nhưng mà nhìn chung lại thì nó có hai nhóm. Nhóm đầu tiên là cái môi trường để cho cái hoạt động bảo hiểm của các doanh nghiệp của chúng ta rõ ràng là chưa đảm bảo. Và bản thân doanh nghiệp bảo hiểm cũng không mặn mà. Vấn đề thứ hai là các cái loại hình bảo hiểm của chúng ta, nhất là các cái gói bảo hiểm, chính sách bảo hiểm của chúng ta cũng chưa hợp lý. Bên cạnh đó thì cũng có những cái câu chuyện, vấn đề liên quan đến cái tổ chức sản xuất. Ví dụ như là cái quy mô hộ của chúng ta quá nhỏ, trong khi các cái tổ chức sản xuất như là vấn đề hợp tác xã, vấn đề các cái để mà chúng ta có thể thay vì là từng hộ mua bảo hiểm thì chúng ta có thể có những cái bảo hiểm chỉ số chung, rồi là cái bảo hiểm thông qua các cái hợp tác xã làm trung gian, thì nó chưa được phát triển. Và như vậy thì trong dịp tới chúng ta phải khắc phục cục thúc rất nhiều các cái nhóm yếu tố này. Dạ vâng, và để trao đổi thêm về vấn đề này thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại từ trường quay với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Nguyên trưởng khoa Bảo hiểm, Đại học Kinh tế Quốc dân. Vâng ạ, thưa ông Định ạ, bảo hiểm nông nghiệp thì hiện vẫn còn xa lạ với không ít người nông dân. Vậy ông có thể cho biết là cái khái niệm bảo hiểm nông nghiệp thì đã được đề cập như thế nào trong các cái văn bản pháp lý hiện nay ạ? Vâng ạ. Khái niệm về bảo hiểm nông nghiệp ấy thì thực đã du nhập vào Việt Nam từ khá lâu. Thế và đặc biệt là sau khi chúng ta triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở hai cái huyện của tỉnh Hà Nam Định cũ vào năm 80-81 thì lúc đó người dân cũng đã
là bước đầu biết về bảo hiểm nông nghiệp. Tuy nhiên bảo hiểm nông nghiệp từ đó đến nay nó không phát triển, bởi vì do chúng ta triển khai thí điểm vào 1980-81. Thế nhưng mà sau đó do cơ chế sản xuất trong nông nghiệp có sự thay đổi, cho nên là gì, bảo hiểm nông nghiệp nó rất là kém phát triển. Và mãi đến năm 2011 thì chính phủ có ra một cái nghị định 315 CB về bảo hiểm nông nghiệp, sau đó là nghị định 58 và gần đây là thông tư 03 năm 2022. Thì thực ra mà nói là trong các văn bản thì chúng ta đều nêu được là cái sự cần thiết của bảo hiểm nông nghiệp cũng như là cái vai trò của nó đối với nền kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với vấn đề an sinh xã hội. Tuy nhiên là cho đến nay thì cái bảo hiểm nông nghiệp nó chưa thực sự phát triển, kể cả sau khi chúng ta triển khai thí điểm ở 21 tỉnh thành trong cả nước theo nghị định 315. Thế nhưng mà chúng tôi đánh giá là cho đến nay là bảo hiểm vẫn chưa phát triển, cho nên là người dân chúng ta cũng ít quan tâm đến bảo hiểm và cũng ít hiểu biết về bảo hiểm, cho nên đấy cũng là một cái rào cản làm cho cái bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam chúng ta chưa thực sự phát triển. Vâng, chúng tôi cũng được biết là doanh thu từ bảo hiểm nông nghiệp thì hiện rất là khiêm tốn, và trong 6 tháng đầu năm thì chỉ chiếm 0,09% tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm. Vậy thì ông có thể cho biết là cái rào cản nào khiến cho thị trường chưa mặn mà với bảo hiểm nông nghiệp ạ? Rào cản đối với cái thị trường bảo hiểm nông nghiệp thì có rất nhiều rào cản. Theo chúng tôi là có rất nhiều rào cản. Tuy nhiên mà có một số cái rào cản mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Thứ nhất là về phía người nông dân ấy, thì cái nhận thức về bảo hiểm nông nghiệp ấy thì nó chưa thực sự đầy đủ. Cái thứ hai nữa là các hộ nông dân của chúng ta sản xuất vẫn rất nhỏ lẻ, manh mún, cho nên họ ít quan tâm đến bảo hiểm. Và cái thứ ba nữa là các cái doanh nghiệp bảo hiểm, nhất là triển khai bảo hiểm nông nghiệp theo nghị định 315 là chính phủ chỉ định hai doanh nghiệp, đó là Bảo Việt và Bảo Minh. Tuy nhiên nhưng mà qua tổng kết rút kinh nghiệm thì đúng như chị nói, tức là doanh thu phí bảo hiểm hiện nay còn rất là thấp, và cái con số 0,09% chị vừa mới đưa ra trong tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ thì tôi thấy là quá thấp. Và người dân chúng ta, Việt Nam chúng ta hay có một câu là cứ mất bò với là làm chuột. Cho nên là sau cái cơn bão số 3 này thì tôi nghĩ là muốn cho người dân nhận thức đầy đủ hơn nữa về bảo hiểm nông nghiệp thì chúng ta lại phải phối hợp tuyên truyền. Và một cái rào cản nữa là về phía các doanh nghiệp bảo hiểm thì do cái thiên tai ngày càng diễn ra bất thường cũng như là quy mô thiệt hại ngày càng rất lớn mà doanh thu phí bảo hiểm thì lại rất là thấp, cho nên là gì, các doanh nghiệp bảo hiểm đúng là cũng chưa mặn mà với lại bảo hiểm nông nghiệp. Đặc biệt là đứng trên góc độ chuyên môn ấy, thì chúng tôi thấy rằng là triển khai bảo hiểm nông nghiệp rất khó tái bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm nước ngoài rất tức là người ta không muốn nhận tái bảo hiểm nông nghiệp từ Việt Nam, bởi vì Việt Nam là một trong những quốc gia chịu sự ảnh hưởng rất lớn của thời tiết khí hậu, và cái hậu quả của thiệt hại của nông nghiệp ở Việt Nam thường diễn ra theo quy mô rất là lớn. Và một cái rào cản nữa đối với lại doanh nghiệp bảo hiểm là trong bảo hiểm nông nghiệp ấy thì cái việc quản trị rủi ro nó rất khó, bởi vì sản xuất nông nghiệp này diễn ra trên địa bàn rất là rộng với nhiều cây trồng và vật nuôi cũng như là gia súc khác nhau. Đặc biệt là cái rủi ro về đạo đức ấy, càng khó quản lý, cho nên đây là những cái lý do nó là cái rào cản cho bảo hiểm nông nghiệp. Dạ vâng, như ông vừa phân tích thì từ phía người dân cũng như là từ phía các cái doanh nghiệp bảo hiểm thì chưa mặn mà với bảo hiểm nông nghiệp, trong khi đó thì dự báo là rủi ro về thiên tai thì lại ngày càng gia tăng. Vậy thì điều này đặt ra yêu cầu gì cho phát triển bảo hiểm nông nghiệp thưa ông? Tôi nghĩ là trong thời gian tới để phát triển bảo hiểm nông nghiệp, tức là để tiếp tục phát triển cái bảo hiểm nông nghiệp theo cái đà triển khai thí điểm thì tôi nghĩ có mấy chúng ta gọi là mấy cái giải pháp như thế này. Một là chúng ta phải tuyên truyền, đúng không? Tuyên truyền cho người dân thấy được cái vai trò và cái sự cần thiết của bảo hiểm nông nghiệp, nhất là sau cái cơn bão số 3 vừa rồi, tức là càng thiệt hại nhiều và quy mô thiệt hại càng lớn thì công tác tuyên truyền chúng ta lại càng có hiệu quả. Thì đấy là cái giải pháp thứ nhất, đúng không? Cái giải pháp thứ hai là chính sách của nhà nước cũng phải quan tâm đến vấn đề này. Những năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp thì nhà nước chúng ta có hỗ trợ phí cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm nông nghiệp. Tuy nhiên theo tôi là nó chưa thực sự hợp lý. Chúng ta miễn giảm
cái phí bảo hiểm nông nghiệp cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên nhìn thực tế ở Việt Nam thì những cái hộ nghèo và cận nghèo, cái diện tích gieo trồng cũng như là số đầu vật nuôi không đáng kể. Dù chúng ta có hỗ trợ 100% phí nhưng mà ví dụ một năm khoảng 100-200 nghìn không là cái gì cả đối với họ, và họ cũng không quan tâm. Đấy, cho nên đây là một trong những vấn đề chúng ta phải quan tâm để chúng ta hoàn thiện lại cái chính sách. Và tôi cũng cứ mạnh dạn nói là theo tôi đấy, đúng không ạ? Chính bảo hiểm nông nghiệp chúng ta phải làm ngược lại, có nghĩa là chúng ta phải hỗ trợ phí bảo hiểm cho các cái cho các cái chủ trang trại cũng như là cho những người sản xuất lớn. Bởi vì từ năm 2013 đến nay thì tôi thấy là cái sự tích tụ ruộng đất và cái quy mô sản xuất nông nghiệp của rất nhiều hộ gia đình cũng như là các chủ trang trại ngày càng lớn. Thậm chí họ vay hàng mấy chục tỷ để nuôi hầu, thế rồi là họ xây dựng trang trại. Thế thì nếu như chúng ta không hỗ trợ phí bảo hiểm cho họ thì thật ra rất khó. Thì chính những cái đối tượng này lại là lan tỏa đối với lại những cái người nghèo và cận nghèo. Đấy, cho nên là nên chăng, theo tôi nhé, nên chăng chính phủ nghiên cứu lại cái sự hỗ trợ phí bảo hiểm cho những cái đối tượng này thì tôi nghĩ là cái sức lan tỏa của nó sẽ lớn hơn. Và cái giải pháp thứ ba theo tôi là gì? Là chúng ta cũng phải rất là linh hoạt trong cái việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp. Theo cái nghị định 315 thì chúng ta giao cho Bảo Việt và Bảo Minh triển khai, đúng không? Thì tôi nghĩ là gì? Với cái thị trường bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay thì nên chúng ta triển khai đại trà, giao cho tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai, và phải có cái sự thống nhất trên toàn bộ thị trường. Và đặc biệt là tôi nghĩ là phải cho phép các cái doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thỏa thuận làm việc với ngân hàng, làm việc với ngân hàng. Bởi vì là người dân vay vốn của ngân hàng để phát triển sản xuất, nếu như mà mua bảo hiểm, đúng không? Thì ngân hàng người ta cũng yên tâm hơn. Bởi vì không may ví dụ như là một con tàu đánh cá xa bờ không may bị chìm đắm, đúng không? Thì rõ ràng là gì, ngân hàng người ta sẽ rất là khó thu hồi vốn, nhưng mà nhờ có bảo hiểm thì người ta vẫn mạnh dạn cho vay vốn. Như vậy nó vừa phát triển được sản xuất nhưng mà đồng thời nó làm cho thị trường chúng ta nó minh bạch, cũng như là nó theo đúng cái cơ chế thị trường như ở các nước. Thì tôi nghĩ đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Cái giải pháp thứ tư là trong quá trình tổ chức thực hiện thì riêng bảo hiểm nông nghiệp là phải có cái sự phối hợp không chỉ giữa các công ty bảo hiểm với ngân hàng như tôi vừa nói, mà phải phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, rồi là các cái ban ngành đoàn thể, thì chúng ta triển khai nó mới thuận lợi và cái diện tham gia có thể nó mới lan tỏa và nó mới rộng rãi. Dạ, được. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông ạ. Vâng, có thể thấy rằng là dù còn rất là nhiều khó khăn, vướng mắc, rào cản để mà bảo hiểm nông nghiệp thực sự phát huy hiệu quả. Thế nhưng ở một đất nước mà sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, thêm vào đó là phải đối mặt với nhiều yếu tố bất thường của thiên tai, dịch bệnh, thì việc có sản phẩm bảo hiểm để bảo vệ giúp cho bà con nông dân giảm bớt gánh nặng tài chính, bù đắp phần nào đó những tổn thất không lường trước được, cũng từ đó có nguồn tài chính để giúp khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất được nhanh hơn. Xưởng nước mắm này có tuổi đời gần bằng cả cuộc đời ông Nhãn. Hơn 60 năm, lần đầu tiên chịu tổn thất lớn đến như vậy. 42.000 mét vuông nhà xưởng, không nơi nào nguyên vẹn. Hàng trăm bể nước mắm bị bão hất tung mái tre, nước mưa ngấm vào toàn bộ nguyên liệu. Hơn 1.000 tấn cá vừa ủ muối, giờ cũng chỉ trông chờ vào trời thương. Nỗi lòng ông Nhãn mặn chát hơn muối. 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm thì đánh giá là kết quả của cái nước mắm nó đạt ở cái điểm tiêu chuẩn là về đạm là bao nhiêu độ đạm và hương vị màu sắc như thế nào. Và 1 năm thì đánh giá kết quả được cái thu thiệt. Theo giám định bảo hiểm, xưởng ông Nhãn sẽ nhận bồi thường khoảng 7 tỷ đồng, có thể tạm ứng tiền mặt trước tới 90% và hoàn chứng từ sau để giảm bớt gánh nặng giấy tờ trong lúc bộn bề sau bão. Hồ sơ tín dụng cũng đã phản ánh được cái tài sản bảo đảm, tài sản thế chấp hoặc là tài sản hình thành từ vốn vay theo quá trình sử dụng vốn vay từ ngân hàng nông nghiệp. Những cái lợi thế đó chúng tôi chuyển hóa là rút ngắn cái quy trình giám định ban đầu. Những lúc này họ cần tiền ngay trong khi chưa hoàn thiện hồ sơ, bắt buộc chúng tôi phản ứng nhanh. Các công ty bảo hiểm cho biết hiện đã thành lập ban chỉ đạo khẩn cấp huy động tối đa quân số giám định viên, thậm chí điều động từ miền Nam ra Bắc để nhanh chóng tiếp nhận và xác định thiệt hại. Yêu cầu các bộ phận về kinh doanh, về khai thác và trích xuất cái dữ liệu khai thác ra để chúng tôi có thể nhóm được cái nhóm khách hàng ở cái khu vực đang bị lũ, sẽ phân loại được cái đối tượng tài sản bị tổn thất, nó gồm những cái công trình nhà cửa gì. Các doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục là sẽ tiếp cận
để xác định cái thiệt hại và tạm ứng cái bồi thường và giải quyết cái bồi thường cho cái người tham gia bảo hiểm. Trong trường hợp cấp bách, người dân và doanh nghiệp được khuyến cáo nên ghi lại bằng chứng dưới sự chứng kiến của cán bộ phường, xã, tổ chức đoàn thể, người làm chứng khác. Càng chi tiết càng giúp quá trình xác định tổn thất thuận tiện hơn, qua đó hỗ trợ quá trình bồi thường nhanh gọn. Vâng ạ, thưa ông Thịnh, như vừa rồi thì ông Định có một cái đề xuất, đó là với phát triển bảo hiểm nông nghiệp thì nên chăng là cái chính sách của chính phủ nên làm ngược lại, đó là thay vì là chúng ta chỉ tập trung vào cái đối tượng nghèo và cận nghèo, các cái hộ dân, thì nên tập trung vào để mà hỗ trợ phí bảo hiểm cho những cái chủ trang trại, những cái người mà người ta làm sản xuất lớn, bởi vì hiện nay thì cái quy mô về sản xuất nông nghiệp, nhiều người dân và doanh nghiệp đầu tư rất là lớn, vay hàng chục tỷ đồng để đầu tư. Vậy thì ý kiến của ông như thế nào, và với những cái nước mà có nền nông nghiệp phát triển thì người ta làm như thế nào, thưa ông? Có thể nói là chỗ giáo sư Định vừa nói đấy, thì nó có hai cái chuyện. Một là đúng là cái giải pháp đầu tiên anh đưa ra là tuyên truyền. Thì đúng rồi, tuyên truyền là đúng rồi. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái tuyên truyền mà bảo hiểm ấy, mà chỉ tuyên truyền theo cái hướng là bảo hiểm sẽ đền bù, sẽ hỗ trợ sau thiệt hại như này thì nó cũng chưa đầy đủ. Phải nói rằng là với cái tham gia của bảo hiểm, nó làm cho cái hồ sơ nông sản nó minh bạch. Và nó làm cho cái việc mà thực hiện các cái quy trình, quy chuẩn nó phải tốt lên. Và chính cái đấy là cái được cái người sản xuất, mà nhất là người sản xuất hàng hóa trong cái giai đoạn hội nhập hiện nay, vừa phải thực hiện lại vừa minh bạch, nó giúp cho cái thương mại hàng hóa nó tốt hơn. Thì chúng ta phải tuyên truyền cả hai khía cạnh về giảm rủi ro, nhưng cũng là khía cạnh mà để tăng chất lượng nông sản, tăng cái khả năng minh bạch, tăng cái khả năng Trung Quốc gọi là sản nghiệp hóa, tức là thương mại hóa cái sản phẩm, do khi tham gia vào bảo hiểm người ta thực hiện cái quy trình sản xuất phải nghiêm ngặt hơn để tối giản cái rủi ro trong quá trình canh tác hoặc là nuôi trồng. Vấn đề thứ hai là chính sách, thì thông thường các nước người ta làm theo cái hướng tức là bảo hiểm tự nguyện là chính, không ép buộc, không bắt buộc. Nhưng rõ ràng là bảo hiểm nó sẽ phát huy khi mà cái quy mô sản xuất lớn thì cái người bảo hiểm người ta mới có nhu cầu. Chúng tôi rất đồng ý với ý kiến của ông Định khi nói rằng là nếu chúng ta chỉ hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ 100% vốn thì cái tỷ lệ diện tích hay là cái sản lượng hay là cái nó cũng rất là thấp, và cái đó người ta không có nhu cầu nhiều. Thế giới ngay cạnh chúng ta, Trung Quốc hiện nay đã có chính sách hỗ trợ cho bảo hiểm lúa gạo là một ví dụ, tức là chính phủ hỗ trợ phí bảo hiểm cho 100%, 24 triệu hecta lúa ở Trung Quốc. Thế và người ta hỗ trợ theo công thức 4-3-3, tức là nhà nước trung ương 40% hỗ trợ phí, nhà nước địa phương 30%, còn 30% còn lại là người canh tác, người sản xuất sẽ tham gia. Thế và Thái Lan cũng vậy thôi. Thái Lan thì họ cũng hỗ trợ, họ mở rộng diện tích. Còn chúng ta thì thí điểm hơi lâu. Cũng có thể nói thật là cái thí điểm nghị định 58 ra 2018. Trước đó như ông Định đã nói đấy, chúng ta đã có thí điểm 315. Thì sau đó có nghị định, chúng ta lại có hai thông tư 03 rồi là 22 để mà thí điểm này. Thế nhưng đến thời điểm này thì cũng sắp là đến cái giai đoạn mà các cái thí điểm nó hết 2025 rồi, thì chắc chắn là chúng ta phải làm lại cái bảo hiểm này. Và chúng tôi mong muốn là cái hướng như anh Định nói đấy, chúng ta bảo hiểm nhất là cho các cái sản phẩm nông nghiệp hàng hóa và sản xuất với quy mô lớn, và trong cái điều kiện mà nông dân thì còn nhỏ. Cái thứ hai nữa là cái rủi ro ở chúng ta là một trong những quốc gia rủi ro rất lớn trong nông nghiệp, thì có lẽ là vai trò của chính sách, vai trò của nhà nước nó sẽ cần phải quan trọng hơn nữa. Vâng, có thể thấy rằng là cái hậu quả vừa rồi thì là quá nặng nề, và không phải mất bò mới lo làm chuồng. Vậy thì theo ông thì ông có cái đề xuất gì với cái việc mà đẩy mạnh phát triển bảo hiểm nông nghiệp ngay ở cái thời điểm hiện nay? Và trong đó thì cái vai trò của ngành nông nghiệp như thế nào, thưa ông? Có thể nói rằng là nếu mà nói một vài phút thì nó sẽ không đầy đủ. Nhưng việc đầu tiên chắc chắn là chúng ta sẽ phải sửa đổi lại cái chính sách và cho bảo hiểm.
Cái thứ hai là chúng tôi thì mong muốn là chúng ta sẽ dừng lại cái thí điểm, mà giai đoạn sau 2025 chúng ta mở rộng cái bảo hiểm. Bởi vì hiện nay theo cái thông tư 03 đấy thì chúng ta cũng với xác định là 10 cái sản phẩm ở 21 tỉnh thành, nhưng mà cũng tùy theo chỗ làm chỗ không. Và nói thật rằng là từ năm 2022 trở lại đây thì gần như cái quyết định 03 của Thủ tướng Chính phủ đã ở các địa phương ít triển khai, gần như không có triển khai. Thế thì điều này nó cho thấy rằng là cái việc mà sửa đổi cơ chế chính sách là cái cần thiết. Nhưng trước mắt ấy, thì chúng ta phải tuyên truyền. Chúng ta phải tuyên truyền, và chúng tôi mong muốn là cái việc tuyên truyền như tôi vừa nói lúc nãy đấy, nó phải ở cả hai khía cạnh. Làm thế nào giúp người nông dân người ta hiểu rằng khi tham gia thì nó có đa lợi ích, chứ không phải nó chỉ là câu chuyện vượt qua cái rủi ro khi gặp bão tố. Lúc tôi vẫn nói rất nhiều với lại anh em, tôi nói rằng là khi một cái người dân người ta chọn một cái hãng máy bay để người ta mua vé, thì người ta không phải là người ta mong muốn là cái vé máy bay đấy khi mà máy bay rơi thì người ta được đền bù nhiều hơn, không phải. Mà quan trọng ấy là người ta biết rằng cái hãng mà có cái bảo hiểm vé máy bay tốt đấy là người ta kiểm tra, kiểm soát cái quy trình sản xuất, cái quản trị rủi ro trong cái quá trình bay rất là chặt chẽ, và nó sẽ làm cho cái xác suất bị máy bay rơi nó ít hơn. Thì nông nghiệp chúng ta cũng thế thôi, chúng ta phải giúp cho nông dân hiểu rằng là phải làm theo các quy trình quy chuẩn để mà đảm bảo và phải quản trị được cái rủi ro khi ngay từ khi đầu tư một cái hoạt động nào đó, ví dụ như một trang trại, thì anh phải quản trị cái rủi ro là anh phải thể hiện ra được những cái mặt nguy cơ nào nó sẽ xảy ra, nhất là những cái nguy cơ về thiên tai và dịch bệnh trong nông nghiệp. Và cái thứ hai là trừ cái đó thì kế hoạch ứng phó với nó như thế nào, thì ngay từ cái quy trình sản xuất, từ cái quá trình mà đầu tư ngay từ đầu mình đã phải làm rồi. Cái việc thứ ba là hiện nay ấy, thực ra kể cả doanh nghiệp bảo hiểm thì người ta ít nhận được cái sự hỗ trợ, nhất là ở trong cái giai đoạn mà giám sát và đánh giá cái rủi ro, rồi giám sát công bố cái dịch bệnh hay công bố cái thiên tai, thì doanh nghiệp Việt Nam mình cũng rất là khó khăn, doanh nghiệp bảo hiểm đó, chúng tôi cũng hiểu thế. Cho nên là các cái ngành ví dụ như cái ngành nông nghiệp của chúng tôi với lại ngành bảo hiểm nó sẽ phải sát lại với nhau hơn nữa để trao đổi, ví dụ những cái định mức kinh tế kỹ thuật, những cái quy trình kỹ thuật, hai bên nó phải trao đổi với nhau và để làm hỗ trợ nhau để cùng quản trị cái quá trình rủi ro, cái quá trình hoạt động ở trong cái, thì cái bảo hiểm nó mới phát triển được. Bảo hiểm nông nghiệp được ví là một tấm lưới tài chính an toàn cho người nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh Việt Nam chúng ta là một quốc gia dễ bị tổn thương bởi các hiện tượng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Và những tổn thất to lớn của những hộ dân, doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp do cơn bão số 3 vừa qua gây ra càng cho thấy tính cấp thiết của việc cần có một công cụ, một tấm lưới để bảo vệ trước rủi ro. Và để bảo hiểm nông nghiệp có độ bao phủ rộng hơn nữa, cần thiết hơn nữa các cái công cụ, các cái chính sách từ phía nhà nước để đẩy mạnh thị trường bảo hiểm nông nghiệp. Xin được cảm ơn các vị khách đã theo dõi, tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.